Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa giận nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý sơ, quý bạn, chị em, những các con thiếu nhi thân mến, chúng ta vừa nghe một đoạn trong Tin Mừng Matthêu chương 18. Chương này có một cái tựa đề lớn, đó là đời sống giáo hội hay là đời sống cộng đoàn. Nơi đây chứa đựng những hướng dẫn của Chúa Giêsu cho cuộc sống chung. Ai mà ở trong sinh hoạt trong cộng đoàn thì chúng ta nhớ là chúng ta nghiên cứu kỹ hơn. Hỏi các con thiếu nhi, bây giờ cho đố các con, khi mà có hai người trở lên thì thường xảy ra chuyện gì? Nếu một mình ở trong phòng thì không thành vấn đề. Nếu như có hai người, mình với ba, hay là ba bốn người, thì chuyện gì hay xảy ra? À, Duyên nói thử. Đánh lộn. Cảm ơn con. Đúng rồi đó. Nó sẽ dễ dàng xảy ra tranh cãi, xô xát, thậm chí là đánh lộn. Đánh lộn thì nó hơi quá, nhưng mà tranh cãi hay là giận dỗi thì hay xảy ra đó. Vậy mỗi lần xảy ra chuyện đó, điều đó là tự nhiên thôi, bởi vì mỗi người chúng ta khác nhau. Nhưng mà nếu như xảy ra chuyện đó thì chúng ta phải làm gì? Hôm nay Tin Mừng Chúa dạy cho chúng ta 4 bước để giải quyết. Mà nó theo cấp bậc, từ cấp bậc thấp lên cấp bậc cao. Cho nó 4 bước, cho đủ các con. Bước đầu tiên lại, khi một ai lỗi phạm với mình thì mình phải làm gì? Bước đầu tiên, thấp nhất. Rồi, đồng, đứng lên con. Xin lỗi hả? Không phải lời của Chúa rồi. Xin lỗi thì đúng, nhưng mà không phải trong Tin Mừng ngày hôm nay. Rồi con, làm hòa như thế nào? Đúng rồi, cảm ơn con. Trực diện mình với người đó. Bước đầu tiên là đối chất, có nghĩa là mình nói chuyện với họ. Chúng ta biết ngày nay công nghệ phát triển ha, có điện thoại, có mạng xã hội, rồi có email rất là nhanh. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó không thể thay thế cho đối thoại trực tiếp. Nó có thể là nó phụ vào thôi. Chứ gần những chuyện quan trọng mà nói chuyện qua điện thoại, coi chừng nó sẽ hiểu lầm. Và có khi á, nếu mà chúng ta dùng một người trung gian, có khi nhiều cái chữ hơi đùa là sợ gian nhiều hơn trung, nên là nó hiểu lầm còn nặng nề hơn nữa. Nên là trong những vấn đề quan trọng, Chúa dạy chúng ta hãy gặp người đó để đối diện, để cho người đó cơ hội biện minh, và cũng như cho mình có cơ hội nhìn lại mình. Bước thứ hai là gì đó? Bước thứ hai là dẫn theo hai hoặc là ba nhân chứng. Bước thứ hai là có thêm những người khác. Cái này nếu mà trong dù cái chữ nó hơi đời thường chút là về rủ thêm đồng bọn. Nhưng mà đồng bọn đây không phải đến để mà dùng sức mạnh hay là dùng sự đe dọa để mà bắt người kia phải nhận lỗi. Mà những người này
ý của Chúa muốn là những người khôn ngoan để ba mặt một lời dưới sự chứng kiến của nhân chứng. Bởi vì nếu như nhìn dưới góc cạnh của mình, thường mình sẽ cho người kia có lỗi, và hai người mà cãi nhau thì không ai nghe ai. Người thứ ba hoặc là người thứ tư có mặt, chắc chắn chúng ta sẽ điềm tĩnh hơn. Và nếu như theo Kinh Thánh đó, thì theo luật Do Thái đó, ở Đệ Nhị Luật chương 19 câu 15 thì sách luật nói rằng một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên để buộc tội một người về bất cứ tội lỗi nào. Phải có hai nhân chứng hoặc căn cứ vào ba nhân chứng thì sự việc mới được cứu xét. Có nghĩa phải nhiều hơn một người thì cái sự việc đó mới được xác tín. Rồi, đó là hai bước. Bước thứ ba là gì? Bước thứ ba là gì? Quỳnh. Kêu gọi hội thánh, đúng rồi. Có nghĩa là đưa ra cộng đoàn. Lúc này là số lượng đông rồi. Ví dụ như là nhà nguyên của chúng ta cũng đủ gọi là cộng đoàn. Có chuyện gì thì đưa ra để bàn hỏi, để trao đổi. Nói là hội thánh có nghĩa là nơi đó sự thật được tôn trọng, nơi đó mọi người hiểu biết Chúa và chân lý để nói lý, chứ không phải đưa ra đám đông để mà trùng dập như là Chúa Giêsu đã bị đưa ra trước thượng hội đồng, cũng như trước nhìn Phi-la-tô, chủ yếu là để đàn áp, để bắt Chúa phải chịu tội chết. Nên là nếu như chúng ta có tranh chấp điều gì mà có phải đưa ra tòa đời, mà chúng ta thấy cái điều đó nó là cần thiết để sự thật được phơi bày, thì chúng ta hãy đưa ra. Chứ nếu như đưa ra mà chúng ta dùng lý lẽ cách này cách khác để chúng ta kiếm lợi cho mình, thì đó là hoàn toàn ngược lại với ý Chúa. Và đường bước cuối cùng, nếu như ba bước trên mà thất bại, Chúa cho một bước cuối cùng, đó là gì? Đó là gì? Phục. Đó là xem người đó như là nhân ngoại, như là người thu thuế. Ý là gì? Loại trừ người đó ra khỏi không? Ai nghe chúng ta cũng nghĩ là thôi, thằng đó nó ngang lắm, hay là con đó nó ngang lắm, không nói chuyện với nó nữa, dẹp nó ra cuộc đời của mình. Không phải ý Chúa vậy đâu. Bởi vì đối với Chúa thì người thu thuế và người tội lỗi là đối tượng được Chúa thương xót, đối tượng được Chúa đến để mà tìm kiếm. Vậy nếu như áp dụng trong câu này, Chúa coi họ, nói chúng ta là coi họ như thu thuế, cũng như là những người dân ngoại, mục đích là hãy để họ trong lòng thương xót của chúng ta, trong con mắt của Chúa, để cầu nguyện cho họ. Ít nhất chúng ta không thể nói chuyện với họ, không thể làm hòa với họ, thì chúng ta cũng cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện thì tâm hồn chúng ta sẽ mở ra, và nếu như có tín hiệu mà từ bên họ làm hòa thì chắc chắn chúng ta sẽ đáp lại tín hiệu đó một cách tích cực. Thì nếu như không cầu nguyện thì cho dù họ có kêu xin, họ có chủ động đến làm hòa, chúng ta vẫn cứ khép cửa lòng lại, nói là ừ, hồi trước tôi chịu làm hòa, tôi chịu mà chẳng có chịu bên đó, cứ cứng lòng thì thôi, bây giờ kệ mặc bên đó. Nếu như chúng ta làm như vậy cũng không đúng ý Chúa. Bởi vậy xin rút lại bốn bước Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, đặc biệt những ai sống trong hội đoàn. Thứ nhất, nếu như có ai bất hòa, chúng ta hãy giải hòa diện đối diện, một đối với một. Thứ hai, dẫn thêm những nhân chứng khác để cùng nhau giải quyết vấn đề. Thứ ba, đưa những tình huống đó ra cho hội đoàn của mình để tất cả cùng nhau giúp đỡ họ. Và nếu như không thể giải quyết được thì chúng ta hãy đặt họ vào trong lòng thương xót của Chúa để cầu nguyện, mời gọi họ có thể ăn năn hối cải. Amen.